Bạn có nghe về năm bé hình học chưa? Các bé ấy rất nghịch ngợm. Năm bé hình học trên giường nhảy lon ton, hình vuông lăn và đập vào đầu. Tam giác đôi cho và bác sĩ là bé vuông trên giường không được nhảy lon ton. Bốn bé hình học trên giường nhảy lon ton, tam giác lăn và đập vào đầu. Hình sau gối cho và bác sĩ là tam giác trên giường không được nhảy lon ton. Bà bé hình học trên giường nhảy lon ton, hình sao ngã lăn và đập vào đầu. Hình ô văn gối cho và bác sĩ là ngôi sao trên giường không được nhảy lon ton. Hai bé hình học trên giường nhảy lon ton, ô văn ngã lăn và đập vào đầu. Tròn xe gói cho và bác sĩ là ô văn trên giường không được nhảy lon ton. Một bé hình học trên giường nhảy lon ton, tròn xoay ngã lăn và đập vào đầu. Hình vuông gói cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Và tất cả các em bé hình học đã đi ngủ rồi. Tạm biệt.